Lại có thêm một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vào chiều ngày hôm qua, đối tượng Lò Văn Xoa, 23 tuổi, trú tại xã Triềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đã xông vào phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Postbank tại thị xã Từ Sơn đe dọa cướp tài sản. Tuy nhiên, hành động của Xoa đã bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ thành công đối tượng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 10, do thiếu tiền tiêu xài nên từ trước đó vài ngày, Lò Văn Xoa đã chuẩn bị mua dao và túi sách có ý định cướp tại ngân hàng. Sau khi đi lòng vòng xung quanh ngân hàng, phát hiện thấy có người vào giao dịch, đối tượng để xe ở ngoài rồi đi vào quầy giao dịch. Khi thấy thời cơ thuận lợi, đối tượng dùng dao khống chế cướp 200 triệu đồng rồi bỏ chạy. Mục đích của em cướp ngân hàng là em cần số tiền mặt gốc để chi trả những khoản tiền em vay và tiền sinh hoạt hàng ngày của em. Vào thời điểm này, tổ công tác công an thị xã Từ Sơn đang tuần tra trên tuyến đường 295B thuộc địa bàn khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn thì nghe có tiếng hô cướp. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã phối hợp với quần chúng nhân dân truy đuổi bắt được đối tượng Lò Văn Xoa. Ngay sau đó, công an thị xã Từ Sơn đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai từ nhân chứng và người bị hại. Em với chị chồng đi xuống ngân hàng để rút tiền thì làm hết thủ tục rút tiền thì đang đếm lại tiền cho em thì tự dưng là có một nam thanh niên ở đằng sau là cầm dao uy hiếp em vì em sợ. Như vậy, tội phạm cướp ngân hàng đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng cướp ngân hàng hết sức táo tợn, manh động và liều lĩnh. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, các vụ án đều được làm rõ. Các đối tượng gây án đều đã bị bắt giữ và xử lý. Cái sự việc kia trên để thấy rằng đấu tranh phòng chống tội phạm là hết sức cấp bách và đối tượng càng ngày càng manh động và táo tợn. Để đấu tranh phòng ngừa tội phạm này, công an thị xã Từ Sơn đã kiên quyết chỉ đạo đội cảnh sát hình sự và công an xã phường đồn thường xuyên tuần tra mật phục khép kín trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng ngừa các tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cắp và cướp giật trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự tốt trên địa bàn xã Từ Sơn. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm, đặc biệt từ nay cho đến cuối năm, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an thì mỗi người dân, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp an ninh, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm.